vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự thật kỳ lạ, cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, cả đời tích đức, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời ban phúc lộc, vận may đỏ rực, tiền bạc tăng tiến mạnh mẽ, phúc lộc thăng hoa không ngừng, tha hồ hưởng thụ. Thưa quý tín chủ Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, theo tử vi cho biết, quá khứ, từng có lúc tâm của Kỷ Hợi chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ nhìn bản thân và chỉ thuận theo bản tâm bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Kỷ Hợi tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời. Rón rén thò một chân ra khỏi phòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Kỷ Hợi cao một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là một nơi mà Kỷ Hợi là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, và kịch bản mệnh số đưa ra thì thường điểm thêm vài ba trang bi kịch, năm ba dòng khổ đau. Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho Kỷ Hợi có thể khiến chú lợn trong rừng này đổ gục, nhưng không, công sức nào chả được đền đáp, công vun trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt. Nhưng theo tử vi cho thấy, đúng 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi Kỷ Hợi chính thức đến hồi Thái Lai, bội thu tài lộc, giàu có nhất thiên hạ, thì họ muốn biết cụ thể như thế nào? Hãy cùng tử vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Sự thật kỳ lạ, cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, cả đời tích đức, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời ban phúc lộc, vận may đỏ rực, tiền bạc tăng tiến mạnh mẽ, phúc lộc thăng hoa không ngừng, tha hồ hưởng thụ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tính đến nay, cô bác Kỷ Hợi cũng đã qua ngưỡng tuổi lục thập. Ở độ tuổi này, có những cô bác đã con cái đề huề nhà cửa khang trang, của cải dư giả, lo được miếng đất căn nhà cho con cái đỡ khổ, hay dành dụm được một khoản kha khá để sắp tới nghỉ hưu, về già sống một cuộc sống bình yên nhàn hạ. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều cô bác ở độ tuổi 66 rồi vẫn phải vất vả làm việc ngày đêm như trâu, như ngựa mà tiền chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất không biết bao giờ mới hết khổ. Có cô bác lại bảo rằng, mấy chục năm khổ sở lo cho con cái, nhưng khổ vẫn hoàn khổ. Cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một hộp bánh. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Nay của bác tuổi Kỷ Hợi đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Cô bác có biết không? Có rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của Kỷ Hợi, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong bốn từ tùy duyên thiên mệnh. Kỷ Hợi trân trọng những cái đang có, vun vén và chăm sóc vẹn toàn. Nhưng nếu mất mát điều gì, họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ. Đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ nhưng lại rất tốt bụng và ngay thẳng, luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Để hiểu về cá tính của Kỷ Hợi, đầu tiên bạn nên hiểu một chút về quá khứ của Kỷ Hợi. Cái bản mệnh lang thang này ít khi được đáp ứng đủ một tuổi thơ đầy hoang ái. Họ sinh ra, hoặc giả thiếu tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ, hoặc giả hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ gắn kết với ông bà nhiều phần hơn. Chính sự không trọn vẹn từ thuở thiếu thời này khiến cho cái chết bướng bỉnh của Kỷ Hợi được nhen nhóm,
cũng khiến cho khao khát được vẹn toàn trong tình yêu của họ thì lớn lên được hình thành, dẫn tới hàng loạt hiệu ứng dây chuyền cho những sự lựa chọn đầy ngang trái. Vì bướng bỉnh mà đâm đầu vào những ngõ cụt không lối ra, vì bướng bỉnh mà kỹ hợi thường đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo, thành thử, thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít. Nhưng được một chữ thỏa, thỏa cho vạn sự mà kỹ hợi đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình. Được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát, vì yêu mà cháy, vì yêu mà lựa chọn, vì yêu mà buông bỏ cơ hội hết mình và hy sinh, để bao năm tháng thanh xuân hết mình ấy. Kỹ hợi được gì và mất gì, hay giản đơn chỉ là cho đi thật nhiều, nhận lại cả một bầu trời của những hoài niệm bâng khuâng. Hiện tại của kỹ hợi, người ta luôn nói, không ai đuối nước vài lần trên cùng một dòng sông. Cái thú vị của kỹ hợi là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, sau đó lại hăm hăm hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân. Cái bản tính trời sinh xồn xồn, nóng vội, bất chấp tất cả và luôn muốn ngay và mau của kỹ hợi lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa. Nhưng giờ đây bản thân kỹ hợi thay vì chỉ hùng hục phi nước đại như trâu, như ngựa thì cũng đã biết dừng lại. Họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo. Dĩ nhiên, cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch ra. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa nhàn tản, kỹ hợi sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm, thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài, mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại của kỳ hợi. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng xuyên cùng với kỹ hợi từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng với cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Kỹ hợi của tương lai và tương lai của kỹ hợi, đầu tiên cần phải nói, năm 2024 tức kỷ hợi 66 tuổi, là một năm khá nhiều rắc rối với kỷ hợi. Nó bao gồm cả những thị phi, rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp cho đến những vấn đề sức khỏe, suy tư đau đầu, rối trí, bệnh tật quấn thân. Và phải đến tận thời điểm sau năm 66 tuổi, những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới kỷ hợi, để họ bước vào năm 2024, khởi đầu của những điều hoàn toàn mới mẻ. Một số ít kỷ hợi may mắn hơn, lại đạt được sự trọn vẹn trong chuyện làm ăn kinh doanh có lời, công việc thăng tiến không ngừng, mỹ mãn trăm bề, trong sự đều xuôi, đổi lấy bước đệm cho những thời điểm tương lai. Dĩ nhiên đây là số ít. Nhìn chung, người tuổi kỷ hợi năm 2024 nên sống thực tế hơn, không nên có những mộng tưởng viển vông. Muốn đạt được điều gì thì phải nỗ lực rất nhiều. Dịch mã và địa giải sẽ khiến tuổi kỷ hợi thường xuyên phải đi công tác trong năm 2024 và gia đình có thể phải chuyển chỗ ở, nhưng việc đi lại thường xuyên thực sự có thể củng cố vận may của chính bạn. Với sự giúp đỡ của ngôi sao tốt lành quốc ấn, tuổi kỷ lợi có thể được thăng chức và tăng lương tại nơi làm việc. Tuy nhiên trong quá trình này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuổi kỷ hợi phải cố gắng trong năm 2024, đừng quá kỳ vọng vào kết quả, mà hãy tận hưởng quá trình phấn đấu để cuộc sống hiềm rực rỡ. Dự đoán tử vi năm 2024, tuổi kỷ hợi cho thấy đã đến lúc bản mệnh sẵn sàng sửa đổi kế hoạch của mình theo hướng mới mẻ, hiệu quả hơn so với trước đây. Hãy thử thách và thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn. Cơ hội sẽ đến với cuộc đời bạn và hãy nắm bắt lấy chúng. Nhất là 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng, phát tài bùng nổ, vượng khí xung thiên của kỷ hợi. Nếu con giáp này nắm được vận chìm của mình trong 6 tháng cuối năm 2024,
chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh, giàu nhanh bất ngờ. Tiền của ào ào đổ về nhà trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Kỷ Hợi, thần đồng tiên tri tiết lộ, đúng 6 tháng cuối năm 2024 thì họ sẽ đón nhận nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể về công việc. Sự nghiệp tử vi năm 2024 dự báo, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong 6 tháng cuối năm 2024 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bản mệnh tạo thành. Nửa cuối năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với Kỷ Hợi đang làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân, nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong 6 tháng này sẽ không chỉ toàn những điều thuận lợi. Ngũ quỷ và kiết tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, trở nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Kỷ Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở 6 tháng cuối năm 2024 này. Do có cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng với Kỷ Hợi làm công ăn lương. Những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Kỷ Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền cổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Để có thể hóa giải năng lượng tiêu cực và củng cố năng lượng tích cực của người tuổi Kỷ Hợi, có thể sử dụng các loại tinh dầu thảo dược và đeo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay để được bảo vệ. Đồng thời, bản mệnh nên dùng vòng đeo tỳ hưu, sinh vật thần thoại mang lại may mắn và giàu có cho những ai sở hữu nó. Xét về phong thủy, tỳ hưu, thần tài, gắn liền với sự giàu có và thịnh vượng, thường được sử dụng như một lá bùa may mắn hoặc vật phẩm trang trí để thu hút vận may. Về vấn đề sức khỏe, dự đoán tử vi năm 2024 cho thấy, tuổi Kỷ Hợi sẽ cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình thật tốt trong 6 tháng cuối năm nay. Hãy dành thời gian để trò chuyện với những người thân yêu của bạn về những điều xảy ra trong cuộc sống. Mở lòng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp nhanh chóng và lâu dài cho các vấn đề của mình. Bạn có thể thiền định hoặc đi lễ Phật cầu bình an cho bản thân và gia đình. Điều này sẽ giúp ích cho chính bạn và những người xung quanh về phương diện tình duyên gia đạo.
Dự đoán tình duyên của tuổi Kỷ Hợi năm 2024 tiết lộ rằng bạn nên tạo ấn tượng tích cực và dành cử chỉ lãng mạn cho người bạn đời của mình. Hãy để tình yêu, sự quan tâm trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ tình cảm quan trọng, nhắc nhở về một tình yêu đang lớn dần trong tim bạn mỗi ngày, giúp bạn có động lực đi được chặng đường dài phía trước. Những người tuổi Kỷ Hợi đang độc thân sẽ gặp được người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Cuộc gặp gỡ của bạn với người khác có thể dẫn đến câu chuyện tình đẹp đẽ hoặc một cuộc chia tay. 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp của các cặp vợ chồng, vì các sao chiếu mạng thẳng hàng rất có lợi cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyến du lịch dành cho cặp đôi với một nửa của mình. Bằng cách này, mối quan hệ của các bạn sẽ thêm sâu sắc và gắn bó. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Kỷ Hợi 1959. Trong 6 tháng cuối năm 2024, đầu tiên xin mời quý vị cùng tìm hiểu về tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch, vận trình tháng này có vẻ không mấy khả quan. Thiên ấn tọa kiết tài và địa chi, bản mệnh thương hại nguyệt lệnh. Nó kéo theo vận trình sự nghiệp và cuộc sống không được ổn định, mặt kinh doanh và kiếm tiền cũng nhiều thất bại. Xem từ vi tháng cô hồn, tháng này, con giáp tuổi Kỷ Hợi phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại trong công việc do cục diện tương hại gây ra. Thậm chí có những việc bản mệnh đã lên kế hoạch chỉnh chu từ trước nhưng vẫn phải gác lại để giải quyết rắc rối. Bản mệnh vẫn phải đối mặt với khá nhiều áp lực và trở ngại. Thời điểm này, dấu hiệu cạnh tranh khá mạnh mẽ. Bạn thường xuyên vấp phải những ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp hoặc không cũng là những lời mỉa mai bới móc, chuyện cũ từ đối phương, tiểu nhân đeo bám, mưu sự gặp nhiều khó khăn hơn trước. Mặc dù có được sự hỗ trợ của thiên đức các tinh xuất hiện, nhưng trợ lực chưa lớn, bản mệnh vẫn phải tự thân vận động là chính, thành hay bại phụ thuộc vào bản lĩnh của bạn. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, đòi hỏi bản mệnh phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể xử lý tốt mọi thứ. Tốt hơn hết, lúc này, bản mệnh không nên phụ thuộc vào bất cứ ai, chẳng ai có thể giúp bạn tốt hơn chính bản thân mình. Bản mệnh nên suy nghĩ tích cực hơn, buông bỏ bớt sân si, nhất là khi nguyệt lệnh lâm trường sinh thêm cả thiên ấn. Trợ lực, công việc của bạn vẫn có nhiều không gian phát triển. Nếu chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà nản lòng hay bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ chạm tới thành công được. Nên nhớ, khó khăn nào cũng chỉ mang tính tạm thời. Kiên trì làm việc, bạn sẽ đạt được thành tựu như mong muốn. Theo phong thủy, nếu có điều kiện, bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy trên bàn làm việc để mong cầu sự thuận lợi suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Tử vi tài lộc tháng 7 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tài vận tháng này của tuổi Kỷ Hợi có sự biến động khá lớn, không đến mức dư thừa nhiều, nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý tới các khoản chi tiêu trong cuộc sống. Chính tài đang rất ổn định, nguồn thu nhập chính không thay đổi, nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên. Việc quản lý tiền bạc chưa bao giờ là việc dễ dàng cả. Vì thế, người tuổi Kỷ Hợi càng không được chủ quan. Hãy ý thức trong từng việc mình làm, nhất là việc mua sắm để cân nhắc xem món đồ gì nên mua món gì không nên, nếu không có kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu. E rằng tới cuối tháng bạn sẽ phải vay mượn nợ nần để trang trải. Người làm kinh doanh, buôn bán vẫn túc tắc nhưng không thực sự lý tưởng. Có lẽ do dân gian quan niệm, tháng cô hồn là tháng hình mã mua hàng dễ hỏng hóc hoặc gặp xui, nên tình hình kinh doanh có phần chững lại. Đây là xu thế chung hàng năm, bạn không nên quá lo lắng. Xem phi tinh tháng, hai cát tinh bát bạch và tứ lục, đồng cung ở hướng Tây Nam. Phương vị này nên thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ để tạo nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí vượng. Ngoài ra, tuổi Kỷ Hợi nếu có thể thì nên đặt biểu tượng cốc ngậm tiền tại đây để thu hút tài khí. Nhờ đó,
công việc làm ăn kinh doanh càng thêm thuận lợi. Phương diện tình cảm bình ổn, người độc thân có xu hướng chủ động hơn trong các mối quan hệ cũng như tìm kiếm nửa thích hợp cho mình. Cơ hội tuy nhiều, nhưng nếu không biết nắm bắt cũng bằng thừa, đừng để lỡ duyên bạn nhé. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024 tháng 8 âm lịch. Vận trình người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 8 âm lịch, chủ về cục diện kiếp tài hóa ấn, địa chi hợi, dậu tương sinh. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, thiên vu các tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ bạn chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Đây là một tháng mà thực sự bạn làm việc rất hiệu quả, cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Bạn cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt biết ơn. Điều đặc biệt là bạn tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng. Chỉ cần là bạn quan tâm đến chúng, hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình thì bạn có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Sang tháng Quý Dậu, tài vận của tuổi Kỷ Hợi khá sáng, chính tài khởi sắc rõ rệt, thứ tài cũng khá hanh thông, nguồn thu chính hay phụ của bạn đều dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Thứ tài hanh thông là thời điểm thuận lợi để tuổi Kỷ Hợi tiến hành đầu tư hợp tác làm ăn, mở rộng kinh doanh. May mắn tài chính sẽ luôn mỉm cười với những ai thực sự nỗ lực đổ mồ hôi công sức vươn lên làm giàu. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng diễn ra thuận lợi, doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi. Có điều cẩn thận khi thiên cẩu hung tinh giành giật, bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp luật thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ vì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Tuy nhiên, trong tháng trung thu này, mọi người được thỏa thích vui chơi vì bạn lại lo lắng về sức khỏe, vì đang có dấu hiệu giảm sút. Những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa, bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn. Nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024 tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi, công việc tiến triển khá thuận lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh thay đổi, tạo ra sự đột phá mới trong sự nghiệp. Sang tháng Giáp Tuất, công việc của người tuổi Kỷ Hợi tiến hành khá thuận lợi. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng thì sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Vận trình đi vào đất Lâm Quan, báo hiệu cơ hội thăng tiến đang chờ bạn phía trước. Những ai thực sự có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, biến ước mơ thành hiện thực trong sự ngưỡng mộ của bao người. Có điều, Hợi Thủy có đôi phần bị cản trở về mặt tâm lý. Điều đó khiến bạn lười nhác, thụ động trong công việc, từ đó làm lỡ mất cơ hội thăng tiến của mình. Vậy nên, hãy thay đổi càng sớm càng tốt. Đôi khi cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, chưa biết chừng sẽ giúp bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Tài vận tháng 9 năm 2024 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên khá chậm và chưa rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, bản mệnh cũng gặp may mắn về tiền bạc, tài chính. Các nguồn thu vẫn đều đặn, chi tiêu thoải mái không lo túng thiếu với người kinh doanh buôn bán. Đây được coi là tháng khá nhàn nhã, nhưng đạt được mức doanh thu không đến nỗi tồi. Trong tháng có lộc buôn bán, càng làm càng gặp may, hãy xông xáo và chủ động đẩy mạnh công việc kinh doanh hơn nữa. Tử vi tháng 9 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi, về phương diện tình cảm,
có Bách Việt đào hoa chiếu mệnh, người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy nửa kia cho mình, quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không thôi. Sức khỏe khá ổn định, chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Chú ý đảm bảo an toàn khi tới các vùng sông nước, tránh tình trạng bị đuối nước, ngạt nước. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024 tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi theo lịch âm, do phải đương đầu với Thái Tuế, nên vận trình tháng hung cát đan xen. May mắn, bản mệnh được đế vượng ủng hộ. Quá trình tiến hành vất vả nhưng kết quả tốt lành. Do phải đương đầu với Thái Tuế nên công việc của người tuổi Kỷ Hợi trong tháng gặp khá nhiều khó khăn, trục trặc. Đó có thể là nguyên nhân khách quan, cũng có thể do chủ quan, bản thân lơ là. Dù thế nào đi nữa điều đó không có lợi cho con đường thăng tiến của bạn. Khi tiến hành bất cứ chuyện lớn nhỏ nào, tuổi Kỷ Hợi cũng nên tập cho mình thói quen lập kế hoạch càng chi tiết càng tốt, làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng. Tính toán kỹ càng mới tránh được sai lầm đáng tiếc. May mắn tháng này tuổi Kỷ Hợi, lâm đất đế vượng, báo hiệu trước hung sau cát. Vì thế, làm gì cũng phải kiên trì tới cùng, ắt sẽ có kết quả tốt đẹp. Tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Hợi có những bước phát triển đáng kể, các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo đến chuyện thiếu tiền. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi, tình trạng sức khỏe không lý tưởng cần đặc biệt chú ý bảo vệ hệ hô hấp, tránh bị hàn khí xâm nhập gây ra các chứng bệnh phong hàn. Nặng còn có thể dẫn tới đột quỵ do Thái Tuế gây ức chế, nên vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi thiếu sự hài hòa. Vợ chồng tranh cãi liên miên, các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hờn. Người độc thân cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024, tháng 11 âm lịch, chủ về Bình Thủy. Thực thần tương sinh kỷ thổ kiếp tài, địa chi nguyệt lệnh và thái tuế, tạo nên bố cục tí thìn tương hợp. May mắn cho người tuổi Kỷ Hợi là cuối năm lại có thực thần cát tinh cứu vớt vận trình. Đây là cát tinh duy nhất hòa hợp với kiếp tài. Bạn cứng cỏi nhưng cũng mềm mại khéo léo. Chủ về vận trình có quý nhân giúp đỡ. Đây là bố cục vận mạng mà người này có được, hưởng phúc lộc từ vật chất và hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch thấy rằng, trong khoảng thời gian này, tính chủ càng cố gắng bao nhiêu thì càng gặt hái được thành công rực rỡ bấy nhiêu. Quan đới và dịch mã sẽ đem tới không ít thử thách cũng như rất nhiều cơ hội cho bản mệnh. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, thận trọng và có trách nhiệm cao, bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ khó khăn, thậm chí là hơi nặng nhọc một chút. Để hoàn thành được nhiệm vụ, có thể bạn sẽ thấy hơi vất vả một chút đấy, song hãy coi đây là cơ hội thử thách và chứng minh năng lực của bản thân. Hãy để tiềm năng của mình được phát huy, có thể chính bạn cũng sẽ thấy ngạc nhiên về những gì mình làm được. Với người có chức có quyền, bạn thể hiện được cái uy của mình trong công việc, khiến nhiều người nể và tuân theo. Bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể giúp tập thể vượt qua nhiều khó khăn. Vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 11 này nhìn chung khá hanh thông thuận lợi. Bạn không ngừng cố gắng vì sự nghiệp, không ngại bỏ công bỏ sức của mình ra thì thu tiền về đầy túi là chuyện đương nhiên. Quan đới cho thấy những người làm công ăn lương dễ nhận được tiền hoa hồng, thưởng nóng do những thành tích cao trong công việc. Thậm chí có một vài người được cấp trên cân nhắc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả, chạy đôn chạy đáo một chút, song nhờ vậy mà bạn quen biết được thêm với nhiều đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nếu có ý định mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn có thể xem xét tiến hành luôn vào thời điểm này. Đừng ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới mẻ,
bởi bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng nhờ tầm nhìn xa trông rộng của mình. Dù là người làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng hãy mở rộng tư duy của mình, không nên giữ mãi những suy nghĩ chủ quan. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ tìm ra hướng khắc phục nhanh chóng hơn, thậm chí có hướng đi mới giúp tiền đổ về đầy túi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2024 tháng 12 mét lịch, tử vi tháng cuối năm âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi có thương quan tọa kiết tài. Nó là mối quan hệ giữa thiên can đinh của tháng và thiên can giáp của năm. Địa chi tháng là Sửu, Thổ, tương khắc Hợi, Thủy. Điều này ngụ ý, vận trình tuổi Kỷ Hợi bán hung, bán cát, bạn sẽ không thiếu cơ hội để đột phá vòng vây mà vươn lên. Phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi trong tháng mới có nhiều hứa hẹn rất tốt đẹp. Ngay cả tinh thần làm việc cũng thêm phần hăng hái, bản mệnh miệt mài làm việc, cống hiến hết sức mình, miễn là có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Vừa đón tam hội cục tụ khí, tuổi Kỷ Hợi lại vừa được các tinh hữu bậc che chở. Đường công danh có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân sẽ sớm trở thành hiện thực. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến. Tất nhiên trước đó bản mệnh cũng sẽ phải trải qua không ít thử thách. Miễn là bạn chấp nhận và kiên trì, thành quả thu về thực sự xứng đáng. Dịch mã động kinh xuất hiện là điềm báo trong tháng có nhiều sự dịch chuyển tất bật hơn hẳn. Nhưng nếu đó là điều cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp tiến triển, thì bạn hãy cứ thảnh thơi đón nhận nhẹ nhàng. Chắc chắn, sau khi giải quyết xong, kết quả thu về có thể nằm ngoài sự mong đợi. Thời điểm có sự ủng hộ của vận khí như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, kể cả khi chưa thu được kết quả khiến bạn thỏa nguyện. Nhưng dù thế nào, bản mệnh cũng có rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, bảo đảm lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Thành tích trong tháng có nhiều đột phá lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp, giúp uy tín cá nhân được nâng cao, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt cho con giáp này. Thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Tử vi tháng 12 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi âm lịch nhận thấy, tháng này tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các tinh, nên tuổi Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra, đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn. Đừng bỏ lỡ, dù là doanh nghiệp tư nhân hay buôn bán tự do đều có một tháng giáp Tết rất bật. Doanh thu đạt mức dự kiến, thậm chí vượt mức, càng những thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm đi lại càng nhiều. Điều này vô hình dung cũng mang tới cho bạn nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi, nhất là những người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến hàng gia dụng, thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, vận tải, càng có nhiều cơ hội thu lời lớn. Thời cơ đã đến, bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ thành hiện thực. Làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Người làm công ăn lương có thể nhận được những thành quả rất khả quan. Những nỗ lực làm việc của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng số thù lao tương ứng. Nhìn chung, làm nhiều hưởng nhiều, trời không phụ lòng người có công. Nhiều cơ hội cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng này, mang tới cho Kỷ Hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu thương. Vận đào hoa phơi phới lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình. Hãy chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể. Bạn sẽ thấy điều đang tìm kiếm, sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng này. Khi tuổi Kỷ Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, con giáp này chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng cần phải cẩn thận khi làm việc nặng hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Điều cấm kỵ thứ nhất, không nói bừa, tránh được họa cãi cọ. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, đối với bất cứ ai cũng vậy.
mỗi một câu nói được nói ra đều có thể gây ra tai họa, khiến bản thân phải trả giá. Còn đối với người không khéo ăn nói hoặc ăn nói không biết giữ chừng mực, thì cái miệng của họ sẽ trở thành cánh cổng dẫn họ đến với tai họa. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đều là vì ăn nói không thận trọng mà gây thù kết oán, thậm chí còn tạo thành mối đe dọa tính mạng. Vì vậy, trong tố thư cũng có nói, người dùng lời nói trút oán sẽ gặp họa. Vậy làm sao để tránh được tai họa từ lời nói? Tố thư dạy rằng, không nên ăn nói tùy tiện, nói chuyện phải thuận theo thời cơ và phải có kỹ năng nói chuyện. Cái gọi là kỹ năng nói chuyện chính là khi nói chuyện không cần đề cao bản thân, không hạ thấp người khác, không chạm đến lợi ích của người khác, không ở trước mặt bất cứ người nào. Nói xấu người thứ ba, giữ mồm giữ miệng, thuận theo thời cơ, tuân thủ quy tắc nói chuyện, vừa nghĩ cho thể diện của người khác, cũng vừa nghĩ cho lợi ích của người khác. Như vậy, những gì bạn nói ra người khác không những không tìm ra được lỗi, mà còn rất thích nghe bạn nói chuyện. Tự nhiên là có thể tránh được những trận cãi cọ không đáng có. Điều cấm kỵ thứ hai, không tham lợi ích, tránh được họa bị căm ghét. Trong tố thư có nhắc đến, giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt. Ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc giữa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình không hối hận, không thay đổi, gặp phải những chuyện bất bình, thị phi đều biết giữ chừng mực, khi đứng trước lợi ích mà không tham lam, đặc biệt là thế lợi mà không chiếm đoạt. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Sự thật kỳ lạ, cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, cả đời tích đức, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, trời ban phúc lộc, vận may đỏ rực, tiền bạc tăng tiến mạnh mẽ, phúc lộc thăng hoa không ngừng, tha hồ hưởng thụ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình.